trình của chúng tôi đêm nay, ngày hội trường thị xuân lần thứ 14 với chủ đề ấm tình mùa xuân. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin được cảm ơn đại diện của quý vị lãnh đạo thành phố, quý vị lãnh đạo các sở ban ngành, quý vị đại biểu, quý vị lãnh đạo và các cán bộ nhân viên Sacombank. Đặc biệt xin được trân trọng cảm ơn quý cụ ông cụ bà, các anh chị cùng các em thiếu nhi đã tham dự chương trình cùng chúng tôi, hòa mình vào không khí mùa xuân tươi vui, chuẩn bị đón một cái Tết thật ấm êm hạnh phúc. Và một lần nữa xin kính chúc quý vị một năm mới, năm 2017 an khang thịnh vượng, thật nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin được chào tạm biệt và một lần nữa hẹn gặp lại. Xin cảm ơn sự có mặt của tất cả quý vị trong ngày hội hôm nay. Và chúng tôi xin nhắc lại, xin mời tất cả các đơn vị chúng ta cùng ổn định chỗ ngồi và nghe theo sự điều động hướng dẫn của các anh chị bên ban phụ trách để chúng ta có thể dễ dàng di chuyển ra xe. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại trong ngày hội từ thiện xuân lần thứ 15 do Sacombank thực hiện. Một lần nữa xin chào tạm biệt nha.